Anh Ma Xeo Chứ, dân tộc Mông, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, là một trong hai cá nhân của Lào Cai vừa được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng giải thưởng Thanh niên sống đẹp. Đây là niềm vinh dự, tự hào của người trưởng thôn trẻ tuổi, cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho những cống hiến, đóng góp của anh với bà con dân bản. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ vừa qua, với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết đoán của mình, anh Chứ đã vận động 17 hộ dân của thôn đang trong khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bà con. Lúc lên đồi để kiểm tra thì mới thấy được cái vết nứt ở trên đỉnh đồi. Xong là tôi mới vận động bà con để di dời, tránh cái khu vực có nguy cơ sạt lở cao đó, lên trên đỉnh đồi để tránh trong thời gian đang có mưa. Được trưởng thôn Ma Xeo Chứ vận động thuyết phục, 17 hộ dân với 115 nhân khẩu đã đồng thuận di chuyển lên đây dựng nhà bạt tạm để tránh trú. Lúc đi thì chị có mang trăm màn làm cái lán trại, xong thì chị có mang trăm màn trăm chiếu rồi mang nồi son, mang gạo lên trên đấy nấu cơm ăn tối trên đấy, xong ngủ trên ngủ trên đấy. Xong sáng hôm sau thì anh em lại một số là đi xuống mang dụng cụ sinh hoạt như là chậu các kiểu, xong là xô sách nước. Tiếp theo sau đó là khoảng thời gian anh Chứ cùng chính quyền xã, lực lượng công an xã, các đoàn thể, các tình nguyện viên không quản hiểm nguy, băng rừng vượt núi, vận chuyển các nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con đang ở lán tạm và cả người dân ở các địa điểm khác bị cô lập. Trưởng thôn rất là vất vả, cùng với các cấp các ngành và tổ chức cá nhân từ thiện đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều trong lúc khó khăn như thế này. Tinh thần chủ động trong giúp người dân phòng tránh thiên tai, cùng với nhiệt huyết và trách nhiệm của trưởng thôn Ma Xeo Chứ đã được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phòng chống thiên tai. Sau khi liên lạc được với lại cấp ủy chính quyền, thì đồng chí trưởng thôn này đã phối hợp với cấp ủy chính quyền đối với lại bí thư chi bộ để tiếp nhận các hàng cứu trợ, rồi là đến thăm hỏi động viên bà con dân những trong thôn có những hộ gia đình bị thiệt hại rất là kịp thời. Đây cũng là tấm gương sáng để thanh niên Lào Cai tiếp tục học tập và noi theo, từ đấy xây dựng thêm nhiều thế hệ lớp thanh niên trong thời gian tới sẽ luôn xung kích, chủ động, tình nguyện, sẵn sàng vì cuộc sống cộng đồng. Sau bão lũ, vẫn còn đó muôn vàn khó khăn, cùng với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, trưởng thôn Ma Xeo Chứ lại tiếp tục đồng hành cùng bà con, chung tay, chung sức, tái thiết lại bản làng, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đấy, tôi mới vận động bà con để đi lên.